Thưa khán giả, là huyện điểm của tỉnh trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Xuyên luôn nỗ lực tiên phong đi đầu với nhiều thành quả nổi bật. Ngoài 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào đầu nhiệm kỳ, sáng nay ngày 16 tháng 2, Ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Mỹ Xuyên tổ chức lễ công bố thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm Hòa Tú 2, Ngọc Tố, Đại Tâm và Gia Hòa 2. Đến dự công Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại buổi lễ công bố, xã Hòa Tú 2, Ngọc Tố, Đại Tâm và Gia Hòa 2 huyện Mỹ Xuyên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2014-2017. Ngay khi về đích xã nông thôn mới, 4 xã này tiếp tục huy động nguồn lực hoàn thiện nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt và nâng chất 21 tiêu chí. Trong đó, Hòa Tú 2 huy động trên 203 tỷ đồng, Ngọc Tố huy động trên 308 tỷ đồng, Đại Tâm huy động trên 186 tỷ 700 triệu đồng, Gia Hòa 2 huy động trên 214 tỷ 649 triệu đồng để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Xác định hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong thay đổi diện mạo khởi sắc vùng nông thôn, trong những năm thực hiện lộ trình về đích xã nông thôn mới nâng cao, 4 xã này tập trung nguồn lực hoàn thiện mạng lưới giao thông. Trong đó, Hòa Tú 2 đầu tư nâng cấp mở rộng thêm 12 công trình ấp và liên ấp với tổng chiều dài gần 10 km. Ngọc Tố đầu tư thêm 12 công trình với tổng chiều dài gần 9 km. Đại Tâm nâng cấp 15 tuyến đường ấp và liên ấp với tổng chiều dài gần 10 cây số và Gia Hòa 2 đầu tư thêm 7 công trình với tổng chiều dài trên 9 km. Lộ được đầu tư đến đâu thì đời sống người dân khởi sắc đến đó. Ngoài tập trung cho tiêu chí giao thông, nâng cao thu nhập chính là minh chứng rõ nhất kể từ khi bắt tay vào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Hiện tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025 ở 4 xã đều giảm còn từ 1,98 đến 2,49%. Thu nhập bình quân đầu người đều đạt trên 64 triệu đồng một người một năm. Hôm nay được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng công nhận xã Ngọc Tố là một xã nông thôn mới nâng cao. Phải nói đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Tố hết sức là vui mừng. Xã Ngọc Tố đạt như hôm nay đó thì phải nói là thứ nhất đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện và cái ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện và sự ra sức quyết tâm của đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Tố cho đến hôm nay thì được công nhận, phải nói là đây là một cái vinh dự và vui mừng của đảng bộ và nhân dân. Nhưng sắp tới đây thì chúng tôi cũng có cái quyết tâm đưa vào cái nghị quyết của đảng bộ năm 2025 phấn đấu sẽ đạt cái xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sự quyết tâm và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó thì nhân dân xã Đại Tâm cũng rất là đồng tình cao với sự chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Đến thời điểm sau cái 2015 thực hiện xã nông thôn mới, được công nhận là xã nông thôn mới, đến thời điểm này thì được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, trên tinh thần quyết tâm của đảng bộ trong cái thời gian tiếp theo nữa thì cố gắng làm sao duy trì nâng chất và phát triển thêm nữa để làm sao cho cái bộ mặt xã nông thôn của Đại Tâm không là nông thôn mới nâng cao nữa mà phải phấn đấu trên nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố ở xã Hòa Tú 2 chiếm trên 94%, Ngọc Tố chiếm gần 82%, Đại Tâm chiếm gần 84% và Gia Hòa 2 chiếm gần 87%. Đời sống người dân ngày càng khởi sắc, cảnh quan môi trường nông thôn từng bước chuyển mình mạnh mẽ, tạo nên diện mạo nông thôn mới trên từng xóm ấp. Người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới thông qua sự đồng tình hưởng ứng tích cực. Trong tổng nguồn vốn huy động thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, nguồn vốn nhân dân đóng góp có xã chiếm trên 30%. Tận dụng phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của địa phương với phương châm phát triển sản xuất là gốc, xây dựng cơ sở hạ tầng là quan trọng, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu, sáng xanh sạch đẹp là việc làm thường xuyên. Trong đó, ngoài việc định hướng lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đi đầu gương mẫu của cán bộ đảng viên, các chức sắc tôn giáo, đặc biệt là nhấn mạnh để phát huy tối đa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
Phát biểu tại buổi lễ công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Dương Quốc Nam đã chúc mừng và biểu dương những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Mỹ Xuyên nói chung và 4 xã gồm Hòa Tú 2, Ngọc Tố, Đại Tâm và Gia Hòa 2 nói riêng. Trong thời gian qua đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Mỹ Xuyên là điểm sáng, là ngọn cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2022, toàn tỉnh có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì Mỹ Xuyên có đến 4 xã. Đây là tiền đề để huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối nhiệm kỳ. Kết quả này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Mỹ Xuyên không được thỏa mãn, tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm đoàn kết, năng động sáng tạo, chung sức xây dựng quê hương, đưa chương trình mục tiêu quốc gia này đạt nhiều thắng lợi, không dừng lại ở nông thôn mới nâng cao mà phải tiến lên nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới thông minh. Đồng thời lưu ý nhiều vấn đề cần tập trung trong thời gian tới. Cấp ủy chính quyền phải nâng cao được cái vai trò trách nhiệm của mình trong cả cái hệ thống chính trị và vận động sâu rộng, tuyên truyền sâu rộng trong cái nhân dân để người dân nhận thức rằng cái việc xây dựng nông thôn mới này là từ người dân phải phát huy vai trò chủ thể của mình trong này, để người dân ý thức rằng cái xây dựng nông thôn mới thì là cái lợi ích mang đến thiết thực cho mình. Xây dựng nông thôn mới là không phải từ trên, mà có thể từ ấp, từ khu dân cư, từ các cái hộ dân, thay đổi cái nhận thức trong người dân. Và trong đó thì chúng ta cũng phát huy cái vai trò người có uy tín ở trong nhân dân, và nhất là chức sắc hay là tôn giáo. Trong các cái nội dung xây dựng nông thôn mới thì chú trọng đến cái lấy phát triển kinh tế là trọng tâm. Nếu xây dựng nông thôn mới mà chúng ta không đạt được cái phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, thì lúc đó coi như là chưa hoàn thành được cái nông thôn mới. Nhằm ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 4 xã nông thôn mới nâng cao, tại buổi lễ có 8 tập thể và 16 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có những thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.